được cái đôi loa này thì cá nhân và gia đình rất là hài lòng. Chất lượng âm thanh là đạt đúng như mình mong muốn. Và nhân viên thì cũng nhiệt tình. Vâng ạ. Vâng ạ. Các cháu cảm ơn công ty. Những nhân viên như cháu trở lên. Cho công ty ngày càng phát triển. Vâng ạ. Cháu xin thay mặt công ty xin cảm ơn hai bác đã ủng hộ công ty Zika. Chào anh em đam mê yêu âm thanh ở thành phố Bắc Ninh nhé. Hiện tại Zika chúng em đang có mặt ở thành phố Bắc Ninh, phường Tiền An, để bàn giao cấu hình combo với cặp loa WeWood G1000 cho cô chú Ân có xuống tại Zika để trải nghiệm trực tiếp. Sau khi đã nghe trải nghiệm xong thì hiện tại thì chúng em đang có mặt tại nhà cô chú Ân để bàn giao cấu hình combo với cặp loa WeWood G1000 này, với mic 321 và sub leader. Đây là cục sub monitor bass 30. Cô chú tận dụng lại cái bộ đẩy cũ nên là anh em Zika chỉ lắp cho cô chú với đây, tận dụng lại bộ đẩy cũ này thì anh em Zika sẽ tận lắp cho cô chú nguyên đôi loa. Vẫn còn dây loa đấy chú. Còn dây loa ra đây không ạ? Hay là cháu phải cắm? Vâng, thế đây, cháu đem dây mới để thay thế cho cô chú. Vâng, vậy là chúng em cũng đã hoàn thành xong một bộ cấu hình combo. Đây là nâng cấp nhé. Vẫn giữ lại với hệ thống đẩy, vang, lọc và đưa thêm bộ mic không dây 321 và cặp loa WeWood G1000 Plus và cục loa siêu trầm Monster Bass 30. Và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo.